cúng đầy năm cúng một. Đứa trẻ từ lúc mới sinh tới lúc đầy cữ, đầy tháng, đầy năm là trải qua những giai đoạn quan trọng của đời người, nên việc cúng mủ trong những dịp này phải rất thành kính và cẩn trọng. Cúng đầy năm còn gọi là cúng đầy tuổi. Ngoài việc cúng lễ như cúng mủ lúc đầy cữ, đầy tháng trong dịp này, người ta còn có tục thử đứa trẻ. Hôm ấy, đứa trẻ được ăn mặc chỉnh tề, con trai thì bày cung tên giấy bút, con gái bày dao kéo kim chỉ bên cạnh. Đứa trẻ được đặt trước những thứ đồ đó và sẽ nhận lấy một thứ mà nó thích. Người ta cho rằng nếu đứa con trai chọn kiếm cung thì lớn lên nó sẽ theo nghiệp võ, nếu chọn giấy bút thì lớn lên đứa trẻ sẽ theo nghiệp văn, con gái nếu chọn kim chỉ sẽ có tài nội trợ, giỏi việc gia thất. Trong lễ cúng đầy năm, ngoài lễ và văn khấn cúng mủ như cúng đầy tháng, người xưa còn làm cỗ khấn trình trước bàn thờ gia tiên. Văn khấn gia tiên khi trẻ đầy năm, văn khấn gia tiên khi trẻ đầy năm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Nay con giữ việc thờ phụng tên là, tuổi, sinh tại xã, huyện, tỉnh, cùng toàn gia trước bàn thờ gia tiên cúi đầu bái lễ, kính dâng lễ bạc, chầu cau, trà rượu, vàng hương, hoa quả cùng phẩm oán, lòng thành kính lễ dâng lên tổ tiên nhân dịp cháu trai gái đầy tuổi. Kính mời hương hồn nội ngoại gia tiên, kỳ cụ, ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em chứng giám và hưởng lễ. Con kính xin gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu hai ăn chóng lớn và toàn gia khang kiện. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.